Nhân vật ngày hôm nay là anh Nguyễn Hồng Quang tại xã Trung Thành, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Anh Quang tham gia khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản. Đầu năm 2017, trong khi nhiều người chăn nuôi lợn bị thua lỗ nặng, bỏ trống chuồng, thì anh Quang đã làm một điều gần như không tưởng. Khởi nghiệp với chính đối tượng mà không ai dám nghĩ tới, đó là nuôi lợn. Qua cái thời gian về vấn đề bạo giá thì nói chung toàn xã hội mình cũng biết được cái thời gian bạo giá nó rất là điêu đứng cho những cái người chăn nuôi về con lợn. Thế thì một cái người mà đam mê về chăn nuôi thì tôi nghĩ đó là một cái cơ hội. Như vậy, những chông gai, thử thách lại chính là động lực để anh Quang quyết tâm hơn. Với số vốn hơn 1 tỷ đồng, anh Quang đã thuê được một mảnh đất nằm cách biệt giữa cánh đồng rộng khoảng 6 hectare. Trên mảnh đất này, anh Quang quy hoạch thành các khu riêng để nuôi cá và chăn nuôi. Trong đó, đối tượng chính vẫn là nuôi lợn. Hai vợ chồng làm nông nghiệp thì nó cũng khoảng có một 7 trâu với lại vài trăm triệu tiền mình bán con cá hạt lúa thôi. Nhưng mà mình phỏng đoán nó cũng là tương đối là tốt đẹp. Thế cho nên tôi cũng rất là mạnh dạn, tôi vay các cái quỹ của các cái đoàn thể rồi cộng tác với chỗ ngân hàng để cho tôi đầu tư một cái quy mô, tuy rằng xã hội không nói nhưng đối với cái sức mình là nó cũng lớn. Một kế hoạch sản xuất chi tiết, cụ thể và sự quyết tâm lớn của anh Quang đã thuyết phục được các chuyên gia khởi nghiệp. Hồ sơ của anh đã được chọn. Tháng 4 năm 2017, chuyên gia Phạm Ngọc Thành đã có chuyến khảo sát trực tiếp tại nông hộ. Xem là đã được khắc phục thế nào rồi. Và chúng tôi cũng đã cảnh báo cho nhà gia đình anh Quang. Tất nhiên là chương trình và chuyên gia sẽ tư vấn ở đây là gì? Giúp anh là khống chế được cái dịch bệnh xảy ra và cái tỷ lệ rủi ro thấp nhất. Chứ còn về giá cả thì là không thể tư vấn được. Anh Quang đã vượt qua tất cả các tiêu chí của chương trình khá dễ dàng và trở thành nông hộ khởi nghiệp ngay trong buổi khảo sát đầu tiên. Cái vị trí địa lý của chuồng trại thì là xa khu dân cư, cái diện tích cũng tương đối rộng, giáp cái khu vực đồi núi như thế này, vốn cũng là tương đối lớn, xây dựng chuồng trại cũng rất là tốt. Ngày 30 tháng 5 năm 2017, anh Quang đã chính thức nhập đàn lợn đầu tiên của khởi nghiệp. Thời điểm đó, anh đã mua 30 lợn nái và một con lợn được giống. Kết quả kiểm tra, đàn lợn giống mới nhập chất lượng khá tốt, giấy tờ đầy đủ. Sau 2 tháng chăm sóc, đàn lợn phát triển tốt và bước vào thời kỳ sinh sản. Cả 30 con nái đều động dục. Thế nhưng, niềm vui lại không được trọn vẹn. Giá lợn hơi thấp, chỉ từ 22 đến 25.000 đồng một cân hơi. Nhưng mỗi ngày, anh Quang phải bỏ ra tới hơn 800.000 đồng tiền cám. Đây thực sự là một thách thức lớn cho anh Quang. Trong cái thời điểm đây thì nó cũng là một trong những các cái để mà thử thách cái lòng kiên nhẫn của mình. Cho nên là tôi không nản chí về cái vấn đề chăn nuôi của tôi. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng mọi quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng bệnh cho lợn ở từng giai đoạn phát triển vẫn được anh tuân thủ rất nghiêm ngặt, không bỏ qua bất cứ một công đoạn nào. Thì cái ấn tượng lớn nhất của tôi là trong những giai đoạn mà bỏ giá như vậy thì anh ấy vẫn là theo cái tư vấn của chuyên gia. Số lượng đàn lợn của anh Quang đã không ngừng tăng lên. Có lúc lên tới hơn 300 con lợn con và lợn thịt. Anh Quang vẫn luôn tin tưởng giá lợn sẽ hồi phục trở lại. Không phải là cá cược. Mình làm thì đây là cả một cái sự nghiệp. Cho nên là tôi cũng phải loại bỏ những các cái khó khăn. Ví dụ như bây giờ là mình thấy cái thời gian giá lợn nó xuống 22.000. Cái thời gian nó hàng năm. Thì chắc chắn là cái thời gian sau nó sẽ có những các cái nó ổn định trở lại. Thì vừa rồi tôi bán cũng không đổ được 1 tỷ. Cảm xúc của người chăn nuôi mà khi có được những cái sự thành công là một.
Hai nữa là có một cái khoản kinh phí nó cũng tương đối là lớn, thì cái cảm xúc cũng là rất là phấn khởi trong cái vấn đề chăn nuôi. Sự bền bỉ, cố gắng đã được đền đáp. Giá lợn tăng, đồng nghĩa anh Quang sẽ gỡ gạc được phần nào những chi phí trong suốt hơn một năm qua. Đây cũng là tín hiệu khả quan cho những nướng lợn thắng lợi trong chặng đường tiếp theo. Kết quả sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau vài phút. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoái là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, à, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị, chào cho mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác, kia làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền nhông, còn lớn như không què chân không lở tốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp, kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân. Kính thưa bà con, tính cho đến thời điểm này thì anh Quang đã xuất bán được 20 tấn lợn thực phẩm và thu về hơn 1 tỷ đồng. Đây thực sự là thành quả xứng đáng sau bao nhiêu sự nỗ lực và cố gắng của nông hộ này. Tổng kết tình hình chăn nuôi lợn của anh Quang sau hơn 1 năm tham gia khởi nghiệp như sau. Và đấy là còn ông vẫn giữ lại là khi gốc của con mẹ đấy, vâng, đúng không? Vâng. Đấy, như vậy là ở cái giai đoạn này với cái giá như thế thì thấy cái năng suất mới hay là cái công mà đấy vẫn tốt. Chúc mừng anh. Vâng, vâng. Rất cảm ơn thầy. Rồi. Cảm ơn chương trình. Đã tham gia cái chương trình, tôi cũng thực hiện rất là nghiêm túc về cái vấn đề chăn nuôi, về cái vấn đề vệ sinh, cho đến cái vấn đề tiêu độc khử trùng chuồng trại, chế độ ăn uống, cho đến các cái vấn đề tiêm phòng, thực hiện đúng theo những các cái phác đồ của giáo sư hoặc là chương trình đề ra, thì thực tế nó đem lại một cái hiệu quả kinh tế cũng rất là như là mong muốn. Trải qua một thời kỳ báo giá, tuy nhiên trong trang trại lợn của anh Quang thì vẫn luôn duy trì đầu lợn là 32 con lợn nái, một con lợn được giống và hơn 200 lợn thực phẩm. Tất cả đều được anh chăm sóc theo quy trình hướng dẫn của chuyên gia. Tuy nhiên, sự phát triển của chúng có ổn định hay không thì chúng ta hãy chờ những
đánh giá của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch. Thế bây giờ hiện tại là trong chuồng còn bao nhiêu con lợn thịt nữa? Hiện tại trong chuồng của em là giờ loại chuẩn bị xuất là của em là còn 230. Thế còn cái đàn nái là vẫn ổn định không vấn đề gì? Vâng, nói chung là báo cáo với thầy là mình cũng quản lý về các cái vấn đề dịch bệnh rồi về môi trường, cho nên đến nay thì cái đàn nái của em vẫn đang phát triển tốt, không có cái sự cố gì nó phức tạp lắm. Thế vào kiểm tra cụ thể xem là cái đàn lợn nó như thế nào, sau đó sẽ có cái xem. Công việc của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ngày hôm nay sẽ lần lượt kiểm tra từng khu chuồng lợn, bắt đầu từ chuồng nuôi lợn nái. Lợn nái sinh sản đạt tiêu chuẩn phải đảm bảo thân hình chắc khỏe, mông nở, lông mượt, da bóng. Liệu rằng kể từ khi nhập về đến nay, đàn lợn nái của anh Quang có còn đạt được yêu cầu nữa hay không? Với những con nái mà khai thác được 3 lứa như thế này thì tôi thấy là anh giữ được cái đàn nái rất là tốt. Thấy là mông vẫn là nở này, đúng không? Toàn bộ cơ thể thân hình là rắn chắc này, lông là vẫn là mượt này, và da vẫn bóng này, và các khớp chân là không có cái sự biến dạng. Thì đấy là những con nái mà đánh con nái tốt. Rất nhiều những trang trại mà khi mà những con nái đã được khai thác được một số lứa rồi thì sẽ không được như thế này. Thường là có hiện tượng là gầy này, hoặc có hiện tượng sự khớp bị viêm này, da thì là khô này và lông xù. Thì nói tóm lại là đối với con đàn nái của anh khai thác được 3 lứa như này thì tôi thấy là rất là tốt rồi. Lợn nái tốt đồng nghĩa việc chăm sóc nuôi dưỡng của anh Quang đảm bảo. Tuy nhiên, là người luôn cẩn thận, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch sẽ không bỏ qua việc kiểm tra các công đoạn này. Lượng thức ăn cho lợn nái từng giai đoạn như sau. Lượng thức ăn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào thể trạng của từng con, từng thời điểm khác nhau. Đây là yếu tố quyết định đến hiệu quả trong chăn nuôi. Liệu anh Quang có làm được điều này hay không? Anh có sử dụng các loại thức ăn theo từng các giai đoạn của con nái hay không? Nái hậu bị thì em đang duy trì là 2 cân 2 trong một ngày, hoặc là cái thể trạng nó nhìn lông nó không mượt mà thì có thể em tăng cái khẩu phần lên là tầm cỡ tối đa là bằng 2 cân 4 trong một ngày. Con nái đang mang thai thì có tăng khẩu phần không hay là vẫn cứ duy trì là 2 cân 2? Không, em cũng về cái thời gian cuối thì là em sẽ tăng cái khẩu phần ăn của hắn lên cái tầm cỡ 2 cân đến 2 cân 8, và 10 ngày trước khi sinh thì em chuyển sang cám đẻ và duy trì cho đến cân đến cám đẻ. Nhưng mà cái lượng thức ăn lượng thức ăn hàng ngày thì do cái vấn đề đặc thù với cám đẻ, cái chất dinh dưỡng nó dồi dào hơn thì em giảm bớt cái lượng thức ăn xuống, nhưng mà không nhiều. Ví dụ như trong cái thời điểm em cho ăn cái cám đĩa thì em cho ăn cái tầm cỡ 2 cân rưỡi đến 2 cân 6. Ok rồi, thì đấy là cái giai đoạn mà rồi, như chuyển giao giai đoạn chuyển giao như thế này cơ bản là đảm bảo dinh dưỡng. Nhưng một cái giai đoạn nữa là giai đoạn sau khi nái đẻ 1 tuần thì cái thức ăn đấy anh có duy trì cái lượng thức ăn hàng ngày như vậy hay là anh tăng cái lượng thức ăn lên? Sau khi đẻ thì em lại giảm cái lượng thức ăn đi. Em thấy cái con lợn côn nó có thể là nó chưa đòi hỏi về cái chất dinh dưỡng nó quá nhiều. Cho nên là 2-3 ngày đầu thì em duy trì trong một ngày là em trốn ăn một con nái là chỉ 3 cân. Thì đến trong 1 tuần sau thì em tăng cái khẩu phần ăn lên tối đa là bằng 5 cân trên một ngày. Sở dĩ thầy cứ nhìn thấy cái bầy nái, kể cả nuôi côn cho đến cái vấn đề nái mang thai, thấy cái hình thế nó đẹp thì chắc chắn là em phải có một cái sự điều chỉnh tương đối nổ nếp. Anh thực hiện như vậy là rất là tốt. Chính và thực hiện được tốt như vậy thì khi con nái nó mới được đẹp như thế này. Đó. Thầy nhìn thấy cái bầy nái mang thai rất là đẹp. Như vậy, không chỉ đảm bảo duy trì lượng thức ăn cho lợn nái phù hợp, anh Quang còn điều chỉnh khẩu phần ăn cho từng cá thể dựa vào thể trạng và nhu cầu của chúng. Cho đến lúc này, chuyên gia Thạch đang khá hài lòng với những cách làm của anh Quang. Nếu như làm tốt công tác thú y phòng bệnh,
thì anh Quang xứng đáng là nông hộ điển hình của khởi nghiệp chăn nuôi lợn nái sinh sản. Lịch phòng bệnh mà chuyên gia Thạch đưa ra cho anh Quang như sau. Quá trình mà vệ sinh thú y, thứ nhất là cái dọn các cái chất thải, hàng ngày anh dọn mấy lần, định kỳ anh dùng thuốc sát trùng như thế nào đối với những con nái này? Một ngày là em vệ sinh chuồng trại là bằng 3 lần, sáng, trưa, chiều. Còn vệ sinh bằng sát trùng thì em cứ theo định kỳ là một tuần em phun sát trùng 2 lần. Rồi. Còn khi mà em thấy xã hội nó có những tức là cái khu vực chăn nuôi xung quanh có vấn đề vệ sinh thì hầu như là em phun sát trùng liên tục ngày một, sử dụng cái vaccine để phòng bệnh. Thì tất nhiên là cái hậu bị là anh đã sử dụng rồi, nhưng là một số các bệnh có thể là sau một năm hoặc có thể là khoảng thời gian mấy tháng là anh phải sử dụng vaccine để phòng bệnh. Cái giai đoạn này thì anh có dùng lại những loại vaccine gì không? Như vừa rồi đó là em tiêm của cái thứ nhất Bollinger, tai xanh của Boehringer, tai xanh nhưng mà mấy tháng một lần. Đây là vừa rồi là em tiêm là 6 tháng. 6 tháng đúng rồi, Boehringer. Được là em tiêm 4 tháng. 4 tháng một lần rồi, thì đấy là cái thứ nhất. Còn dịch tả? Từ cái lúc bắt về là cái đợt đó là em tiêm một đợt. Con nái thì trước khi sinh thì em hay tiêm cái Equili. Equili thì là trước khi sinh 4 tuần, đúng không? Anh ấy cứ thực hiện rất là tốt cái quy trình kỹ thuật. Và chính thực hiện tốt cái quy trình kỹ thuật đấy thì đối với đàn nái là hầu như là cái năng suất sinh sản rất tốt và cái chất lượng đàn nái rất tốt. Nhưng lúc này một vấn đề đã phát sinh. Giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt, phân tích bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6:10 hàng ngày, phát lại vào 14:15, 21:40 trên 3N VTC16. Lợn con đã có triệu chứng bất thường. Lúc này, tai bên phải của nó đã sưng to và mọng nước. Là đến giờ là khoảng độ 500 con lợn thương phẩm, nhưng mà lần đầu tiên tôi gặp trong cái trường hợp là 2 con. Tôi cũng không biết nữa là cái hiện tượng như thế nào, nó cắn nhau hay là nó lên mụn nhọt. Phát hiện cái con lợn đây là được 3 ngày hôm nay rồi, mà cũng phỏng đoán là do chắc cái vấn đề là lợn nó cắn nhau. Đây là sai lầm của anh Quang. Nếu như lợn bị mắc bệnh truyền nhiễm, đàn lợn còn lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị lây bệnh. Anh bắt đây, rồi bắt ở đây thôi. Không cần đấy, nó cũng đã đây rồi, đó. Vâng. Tai thích như thế này, đó. Thế anh có biết nó là sao không? Đúng là hiện tượng đây được rồi, mới gặp. Giờ mới gặp gì ạ? Cái này thì nó cũng thường xảy ra đối với lợn. Nhưng mà cơ bản là cái lợn con là chủ yếu.
lợn to 40-50 cân vẫn có, nhưng mà nó ít xảy ra thôi. Thì đây là cái hiện tượng mà viêm vành tai do cái virus hết chết. Do vậy nó sẽ tích dịch ở đây. Tích dịch ở đây là nếu không ấy nó cứ sưng to lên. Viêm vành tai do cái virus hết chết. Thì cái này là nó không thường xuyên nhưng mà vẫn xảy ra đối với đàn lợn. Nó chỉ là phát triển từng cá thể mà thôi chứ không có sự lây lan. Cái này là do thì có thể là một cái yếu tố nào đó tác động và sau đó là nó xâm nhập vào trong cơ thể là gây viêm thôi. Chứ còn cái việc cụ thể nó như thế nào thì cái này là vẫn chưa có ai biết được là cái nguyên nhân đó là cụ thể ra sao cả. Hiện vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về bệnh này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, đây không phải là bệnh truyền nhiễm. Bệnh viêm vành tai không nguy hiểm đến đàn lợn. Nếu phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, thì việc điều trị khá đơn giản. Trong trường hợp này là không cần phải xích làm gì cả. Chỉ cần dùng hóa chất bơm nó vào đây. Bơm vào đây là có thể là bơm 2 lần. Hóa chất mà chuyên gia Thạch nhắc tới gồm 10ml cồn 90 độ, 4-5 giọt iốt và 2 giọt phormon. Chúng được hòa lẫn với nhau thành một dung dịch. Dung dịch này có tác dụng ức chế tiêu diệt virus gây bệnh viêm vành tai rất hiệu quả. Chuyên gia Phạm Ngọc Thạch sẽ thao tác trực tiếp để anh Quang có thể quan sát. Tiêm một chút xíu cũng được nhé. Tiêm sau này nó sẽ sưng to lên. Rồi, thả ra. Rồi, nha. Ngày kia là tiêm một lần như thế. Rồi. Cái con này tí nữa thì tí nữa em tiêm nhé. Rồi, thì đấy thôi, thì cần thiết như vậy thôi. Nhưng rất đơn giản chứ không, con này không cần chích ra làm gì cả nhé. Thì anh cứ theo dõi là nó sẽ hết đi. Như vậy, rất may cho anh Quang. Đó là đàn lợn không gặp phải mối nguy hiểm nào. Tuy vậy, anh cần phải rút kinh nghiệm, bởi nếu như báo sớm cho chuyên gia, thì chắc hẳn hai con lợn viêm vành tai đã được điều trị khỏi. Hôm nay được chuyên gia gọi là tư vấn và trực tiếp, thì tôi cũng học được một số các cái kinh nghiệm từ thầy, để mà khi mà có những các cái vấn đề phát sinh trong chuồng thì tôi có thể là tự xử lý được. Hiện tại, anh Quang đang có hơn 50 con lợn con được từ 13 đến 15 ngày tuổi. Chúng đang phát triển khá ổn định. Mặc dù vậy, để yên tâm hơn, anh Quang vẫn rất mong muốn chuyên gia Thạch giúp anh kiểm tra đàn lợn này. Cái đàn con cũng tương đối đều nhau và quan sát tổng thể thì thấy là cái hiện tượng và đặc biệt đối với lợn con mà đang ở giai đoạn này thì cái tỷ lệ bị tiêu chảy rất lớn, tỷ lệ tiêu chảy rất cao. Nhưng mà qua đây quan sát đây thì tôi thấy là không có. Bây giờ ta thử bắt một con, đó. Bắt một con để kiểm tra xem là cái trọng lượng con như thế nào. Con này hiền nhỉ? Đây. Nhưng mà đối với con lợn này tôi thấy rất tốt, tốt sao này? Da bóng, lông mượt, đó. Và đặc biệt này. Là những con mà nó tốt ấy. Cái hậu môn nó khô đó. Và phía sau thì chúng ta thấy khô. Như vậy là không có hiện tượng tiêu chảy. Bởi vì đối với lợn con ở giai đoạn này cái tỷ lệ tiêu chảy rất lớn. Đúng. Mà đã tiêu chảy thì cái trọng lượng là rất là kém. Phát triển rất kém đó. Và kiểm tra nữa chúng ta thấy là mắt rất đẹp đó. Mắt khô, mắt sáng đó. Không có dữ, không chảy nước mắt. Thì đấy là những con lợn mà thấy là rất là tốt. Và một cái nữa là đối với con ở giai đoạn này thường hay bị viêm khớp. Như vậy là kiểm tra đây kìa, khớp, các khớp này, rất là tốt. Đó. Đấy, như vậy cái đàn lợn như thế này là thấy là phát triển rất là tốt. Đối với đàn lợn con này, anh Quang đã tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh. Bởi anh luôn hiểu được đây là biện pháp quyết định đến sự thành bại trong chăn nuôi. Bắt đầu là em phòng ngay từ lúc lợn con nhổ côn trùng này. 3 ngày em tiêm sắt này. 7 ngày em tiêm xuyễn. Lúc nào em cũng phải là trên sàn là cứ phải khô ra. Đây là lịch vaccine phòng bệnh cho lợn con mà chuyên gia đã cung cấp cho anh Quang. Thông qua đây có thể thấy anh Quang đã làm rất tốt quy trình phòng bệnh. Qua cái kiểm tra vừa rồi
thì tôi thấy là anh ấy đã thực hiện rất đúng theo cái tư vấn và theo cái quy trình chăn nuôi đưa ra cho anh Quang. Đến lúc này, anh Quang có thể yên tâm với đàn lợn nái và lợn con hiện tại. Chuyên gia Thạch sẽ kiểm tra nhanh con lợn được giống và đàn lợn thương phẩm còn lại. Chỉ đàn lợn là phát triển rất tốt và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian từ lúc anh tham gia khởi nghiệp cho đến giai đoạn này thì cái sự cố lớn trên đàn lợn hầu như không có. Như vậy là cái tỷ lệ hụt rất là thấp. Đây cũng là kết quả xứng đáng dành cho những nỗ lực của anh trong suốt một thời gian dài. Nhưng anh cũng như nhiều nông dân chăn nuôi lợn lúc này không tránh khỏi tâm trạng vừa mừng vừa lo, băn khoăn với câu hỏi liệu giá lợn có ổn định trong thời gian tới. Nói chung cái thời điểm vừa rồi thì cái giá lợn nó cũng tương đối là tốt. Nhưng mà cũng mong muốn làm sao Bộ Nông nghiệp cho đến các cái sở ban ngành thì mình phải có những các cái phương thức điều chỉnh để mà giảm thiểu được những cái vấn đề rủi ro cho cái bà con chăn nuôi. Tuy vậy, với lòng kiên định và niềm tin của mình, việc chăn nuôi lợn của anh Quang đang có những khởi sắc tích cực khi mà giá lợn đang có xu hướng tăng dần lên. Đặc biệt mô hình khởi nghiệp này đang được sự quan tâm của chính quyền huyện Nông Cống. Đối với Nông Cống chúng tôi thì có khoảng 12 cái trang trại như thế này. Và trang trại của nhà anh Quang ở đây thì là một trong những cái trang trại có thể nói là cũng điển hình trong vấn đề là tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn trong thời gian vừa qua. Và như vậy trong thời gian tới thì đối với huyện Nông Cống chúng tôi cũng xác định là chúng tôi trước mắt là chưa mở rộng thêm các hệ thống trang trại. Mà trên cơ sở hệ thống các trang trại có, chúng tôi sẽ đầu tư và tái đầu tư để nâng cấp các trang trại này lên, để đảm bảo làm thế nào cho nó đạt cái tiêu chuẩn là cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Từ đó có những cái sản phẩm đạt vệ sinh an toàn thực phẩm để xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng nhãn hiệu tập thể và tiến tới để làm thương hiệu cho cái sản phẩm thịt lợn của chúng tôi. Như vậy, với việc vào cuộc của chính quyền huyện cùng sự đồng hành của chương trình sẽ làm mối gắn kết chặt chẽ giúp anh Quang ổn định thị trường, giảm bớt rủi ro trong chăn nuôi, cải thiện thu nhập theo hướng lâu dài và bền vững. Để mà các sản phẩm trong chăn nuôi nói chung và sản phẩm thịt lợn của Nông Cống có thương hiệu và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được bán trên thị trường, nhiều người biết đến, thì chúng tôi cho rằng ngoài vấn đề các chính sách của tỉnh, của huyện và sự quan tâm của địa phương, thì các chuyên gia tư vấn là hết sức quan trọng. Đây cũng là một cái nhu cầu trong cái giai đoạn chăn nuôi hiện nay, hay nói khác là cái nhu cầu về cái sản phẩm nông nghiệp hiện nay. Tức là gì? Phải là thực phẩm an toàn, phải là thực phẩm sạch, và phải giảm được chi phí trong quá trình chăn nuôi. Thì liên kết lại với nhau thành một cái chuỗi sản xuất, nó mang cái tính chất là quy mô, thì cái nữa thì không còn cái gì mà tốt đẹp hơn. Thì cũng mong sao những cái buổi làm việc hôm nay, cái lời hứa hôm nay nó cũng sẽ đi vào cái hiện thực của tương lai. Trải qua một năm đầy biến động, khó khăn, nhưng anh Quang cũng đã đứng vững và hưởng thành quả cuối cùng. Qua đây cũng có thể thấy, muốn khởi nghiệp thành công thì phải có sự quyết tâm, bền chí và có kế hoạch, phương pháp chăn nuôi khoa học. Một năm thực hiện thì tôi thấy là cái sự nhiệt tình, hai nữa là cái sự chuyên môn của chuyên gia cũng rất là đồng hành, không quản cái thời gian, kể cả thứ bảy, chủ nhật, rồi những cái thời gian nó nhạy cảm, nhưng mà thầy cũng rất là chia sẻ, đồng hành cùng với tôi. Thế cho nên là qua chương trình hôm nay thì qua ống kính thì tôi cũng xin là cảm ơn thầy chương trình. Con đường khởi nghiệp của anh Quang vẫn còn dài ở phía trước và không thể dự đoán anh sẽ còn phải trải qua bao nhiêu thử thách nữa. Tuy nhiên, sự quan tâm của chính quyền địa phương và đồng hành của chương trình sẽ là động lực để anh tự tin bước tiếp trên con đường dẫn tới thành công. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Bà con gửi hồ sơ về địa chỉ
Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, hai ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21:10 các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.